Chào mừng anh chị đến với channel của Ninh Tuấn Bất Động Sản, nơi anh chị nhận được những thông tin và những cơ hội đầu tư. Thì trước mắt quý anh chị đó là đường 53m đường Lê Hồng Phong. Dạ. Thì hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu với quý cô bác anh chị một lô góc tại đường một xẹt đường Lê Hồng Phong tại nhóm 1. Dạ. Lô đất chúng ta hôm nay nằm trên con đường 16m tại dự án HUD, lô góc hai mặt tiền. Thì lô đất chúng ta hôm nay nằm tại hướng đông thuộc nhóm 1 của dự án HUD. Vị trí lô đất chúng ta hôm nay 144m nằm ở vị trí lô góc hai mặt tiền đây. Dạ. Lô góc hai mặt tiền. Đường một xẹt đường 53m. Dạ. Chỉ cách đường 53m khoảng 50m thôi. Đường Lê Hồng Phong đấy ạ. Dạ. Thì hiện tại lô đất của chúng ta đang cây cỏ cây cối rất là um tùm. Dạ. Nên rất là khó để quý cô bác anh chị có cái nhìn rõ nhất về lô đất. Dạ. Thì hiện tại khu vực này chính là công viên bên cạnh lô đất ạ. Thì tí nữa em sẽ với cô bác anh chị cùng xem trên bản đồ và thông tin quy hoạch, anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Thì lô đất chúng ta hôm nay có chiều ngang là 8m và chạy dài vào trong là 19m, tổng diện tích là 144m2, phun thổ cư. Thì xung quanh đối diện nhà chúng ta có nhà dân ở đây này, rất là nhiều nhà dân này. Lô đất của chúng ta nằm vị trí này, chạy dài là 8m và chạy sâu vào trong là 19m, 144m2, phun thổ cư, nằm tại đường một xẹt của đường Lê Hồng Phong. Dạ. Điện nước đã đầy đủ rồi, điện thì trên đầu rồi. Chỉ cách đường Lê Hồng Phong khoảng 60m thôi, đường 53m đấy ạ. Dạ. Xung quanh là dân cư ở rất là nhiều rồi. Do cái mùa mưa lên cây cối mọc rất là nhanh. Dạ. Anh chị cũng có thể thấy này, nhà này. Đấy, nhà. Dân cư đi lại rất là nhiều. Điện thì trên đầu, nhà dân san sát rồi. Dạ. Đấy. Rất là thuận tiện, anh chị mua về có thể ở được luôn. Đối diện bên cạnh lô đất chúng ta là khu vực công viên. Dạ. Rất là đẹp, vị trí rất là thuận lợi di chuyển. Thì từ vị trí lô đất đến vị trí khu vực trường học cấp 1, cấp 2, chợ Long Thọ di chuyển trong vòng từ 3 đến 5 phút di chuyển thôi. Và chúng ta sẽ có hai hướng di chuyển về Sài Gòn. Một là chúng ta sẽ di chuyển về theo phà Cát Lái, và hai thì chúng ta sẽ di chuyển theo cao tốc Bến Lức Long Thành, đi theo đường 39. Dạ. Thì di chuyển trong vòng từ 25 đến 30 phút là về trung tâm quận 1 rồi. Dạ. Thì đây cũng là một cái lô đất mà cái thời điểm đỉnh điểm dao động từ 18 đến 20 triệu trên mét vuông. Dạ. Nhưng mà lô góc này hiện tại anh chủ đang chấp nhận bán lỗ chỉ với là 2 tỷ mốt cho với 144m2. Dạ. Thì anh chị quan tâm thì liên hệ ngay với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nha.